xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư. Tôi là Phạm Thành Viên, chuyên gia đầu tư tài chính quốc tế. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý anh chị nhà đầu tư một cái chủ đề là những cái thời điểm nào trên thị trường tài chính quốc tế có khối lượng giao dịch tăng vọt hơn so với bình thường. Vâng, những cái thời điểm mà có khối lượng giao dịch tăng vọt hơn so với bình thường. Nếu anh chị là nhà đầu tư, nếu anh chị là các nhà giao dịch, nếu anh chị là các trader, nếu anh chị đang giao dịch các cọc chứng khoán, các mã chứng khoán, các cọc tiền tệ, giao dịch kim loại quý, giao dịch chỉ số chứng khoán, giao dịch chỉ số tiền tệ, thì video này là dành tặng cho anh chị. Nếu anh chị nào đang chuẩn bị bước chân vào thị trường, đang tìm kiếm cho mình những kiến thức, tìm kiếm cho mình những hành trang, thì video này cũng dành cho anh chị. Hãy cuốn xuống và xem đến phút cuối cùng của video này. Nào, trước khi bắt đầu, chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một tập ghi, một cái bút chì để chúng ta ghi lại tất cả những từ khóa mà tôi chia sẻ, chuẩn bị chia sẻ sau đây. Nào, hãy tất cả dừng lại. Nào, dừng lại. Chúng ta đã có bút chì rồi. Chúng ta đã có quyển vở ghi rồi. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào nội dung chính. Ok, bắt đầu nha. Nếu các bạn chị, anh chị sẵn sàng, hãy comment bên dưới là sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu vào nội dung chính. Ở trên thị trường tài chính quốc tế thì có rất là nhiều các cái thời gian, các khung thời gian, các cái thời điểm mà ở tại những thời điểm đấy khối lượng giao dịch nó tăng hơn so với bình thường rất nhiều lần. Nào, chúng ta bắt đầu vào thời điểm đầu tiên. Cái thời điểm đầu tiên đó là vào giờ mở phiên của sáng thứ hai đầu tuần. Anh chị có thể ghi lại, giờ mở phiên của sáng thứ hai đầu tuần, nếu là giờ mùa hè thì nó mở phiên vào lúc 5 giờ giờ Việt Nam. Tất cả những giờ tôi chia sẻ trong video này là tôi đã quy đổi về giờ Việt Nam. Ok chưa? Về quy đổi về giờ Việt Nam, anh chị có thể ghi lại là thời điểm đầu tiên là lúc mở phiên đầu tiên của tuần là vào sáng thứ hai, 5 giờ sáng ngày thứ hai. Nếu là giờ mùa đông thì giờ mở phiên là 6 giờ sáng thứ hai. Tại thời điểm mở phiên thì thị trường có khối lượng mạnh hơn so với bình thường. Cũng cùng trong ngày thì giờ thứ hai, khung giờ thứ hai là khung giờ mở phiên thị trường châu Âu. Mở phiên thị trường châu Âu, giao dịch ở thị trường châu Âu, ở thị trường London có thể rơi vào 2 giờ 30 chiều giờ Việt Nam. 2 giờ 30 chiều giờ Việt Nam, quanh khoảng từ 14 giờ đến 14 giờ 30 giờ Việt Nam. Và một khung giờ nữa đó là thời điểm chốt cửa thị trường châu Á, nó rơi vào từ 16 giờ đến 16 giờ 30 giờ Việt Nam, quanh khoảng 30 phút đó là cái thời gian, đó là cái thời gian mà thị trường hay chốt trạng thái, hay chốt trạng thái làm cho cái khối lượng giao dịch của nó tăng hơn. Rồi, và tiếp theo nữa là cái thời gian mở cửa của thị trường châu Mỹ. Nếu là giờ mùa hè thì mở cửa thị trường châu Mỹ nó rơi vào lúc 19 giờ 30, còn nếu mà là giờ mùa đông thì nó mở cửa của thị trường châu Mỹ là 20 giờ 30. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Viên. Cảm ơn bạn, hãy chia sẻ nó, ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Viên, xin cảm ơn bạn. Và một thời khung thời gian nữa, đó là rơi vào lúc quanh khoảng 23 giờ đêm giờ Việt Nam. Thì cái thời khắc đó là cái thời khắc mà thị trường châu Âu đóng cửa. Thị trường châu Âu đóng cửa thì cũng có rất là nhiều trạng thái giao dịch được tất toán, hay còn gọi là chốt trạng thái. Và cái thời điểm đó cũng làm cho khối lượng của thị trường tăng vọt. Và có thể chúng ta sẽ gì có được cơ hội để chúng ta tìm kiếm lợi nhuận. Đó là liên quan đến 3 khung giờ mở cửa của thị trường. Và nội dung thứ tư đó là vào những cái thời khắc mà thị trường có tin tức. Ok, nếu mà anh chị chưa biết cái thời khắc mà thị trường có tin tức thì hãy comment bên dưới, thì tôi sẽ gửi cho anh chị cái đường link để anh chị có thể xem. Hãy comment bên dưới, tôi sẽ gửi cho anh chị cái đường link để chúng ta có thể xem được tất cả những lịch trình ra tin tức kinh tế quan trọng của những cái nước lớn trên toàn cầu, đặc biệt là khối Eurozone, đặc biệt là của nước Mỹ, đặc biệt là nền kinh tế đứng thứ 2, thứ 3 đó là nền kinh tế của Nhật. Có những cái tin tức kinh tế vào những cái thời điểm đó thì khối lượng của thị trường giao dịch tăng vọt và làm cho thị trường biến động rất là mạnh. Được chưa? Đấy là những cái tin tức kinh tế quan trọng. Rồi, những cái tin đấy tin có thể là bất thường, người ta đăng bất thường đăng ở trên cái trang thông tin. Còn nữa là những cái tin mang tính thường xuyên. Tin số 5 là tin tức mang tính thường xuyên. Nếu tôi xét từ đầu tháng đến cuối tháng thì cái buổi tin đầu tiên quan trọng nhất trong tháng đó là vào tối thứ 6 tuần đầu tiên của tháng, đó là cái tin tức rất là quan trọng, tin của Navafiron, đó là một cái tin tức tổng hợp tất cả những cái tình hình kinh tế của tháng trước của nền kinh tế Mỹ, nền kinh tế toàn cầu. Thì trong cái bản tin này nó sẽ cho chúng ta các thông số liên quan đến như tỷ lệ thất nghiệp, như việc làm mới được tạo ra, như lương trung bình theo giờ, vân vân, nó còn vài chỉ số nữa. Anh chị có thể comment bên dưới, tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi của anh chị. Nào, một là số việc làm mới được tạo ra, hai là tỷ lệ thất nghiệp, ba là thu nhập bình quân theo giờ. Đấy, hiện nay có 3 cái chỉ số quan trọng ở trong bảng lương đó, ở trong cái bảng tin đó. Thì chúng ta sẽ biết thông thường cái thông tin ra tin tối thứ 6 tuần đầu tiên của tháng
là nó ra vào đúng lúc mở phiên Mỹ. Nếu là giờ mùa hè thì nó ra đúng 7:30 tối, 19:30 tối. Nếu là giờ mùa đông thì cái bản tin ấy ra đúng vào lúc 20:30, 8:30 giờ tối tại Việt Nam. Nào anh chị cũng là kèm một comment ở phía dưới, được chưa? Và cái tin tức quan trọng thứ hai đó là những cái tin liên quan đến chính sách lãi suất của nền kinh tế Mỹ, những cái tin liên quan đến chính sách lãi suất, liên quan đến chính sách tiền tệ. Đó, những cái tin liên quan chính sách lãi suất, chính sách tiền tệ. Thông thường những cái tin này nó ra đâu đó khoảng cỡ trung bình một quý có một tin. À, trung bình có một quý một tin, nhưng mà thỉnh thoảng có những thông tin bất thường thì chúng ta phải cập nhật ở trên danh sách ra tin, được chưa? Và cái tin thứ hai là các cái tin mà liên quan đến chủ tịch Fed phát biểu một cái điều gì đấy. Đấy, chủ tịch Fed phát biểu một cái điều gì đấy thì cái tin mà tin về lãi suất hoặc là tin về chủ tịch Fed phát biểu thì thông thường đổi ra giờ Việt Nam nó hay rơi vào cỡ khoảng 1 giờ sáng ấy ạ, 1 giờ sáng và 1:30 sáng giờ Việt Nam. Cho nên là thông thường những cái tin đấy có một quý có một lần thôi, nó rơi ra vào lúc 1 giờ đêm hoặc 1:30 đêm, thì lúc đấy chúng ta phải gì, phải thức để chúng ta quan sát thị trường xem có cái gì biến động không, có cơ hội nào để kiếm tiền được không, ok chưa? Và cái tin tiếp theo đó là tin tức của Trung ương châu Âu, đó là Ngân hàng Trung ương châu Âu. Đó, chúng ta cần phải quan tâm ở trên cái bảng tin, nếu mà chủ tịch của Ngân hàng Trung ương châu Âu có phát biểu những cái tin tức liên quan đến về chính sách tiền tệ, liên quan chính sách lãi suất thì nó cũng ảnh hưởng biến động rất là mạnh, mà lúc đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến đồng euro. Và cái tin tức tiếp theo đó là chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật. Đấy, tin tức của Ngân hàng Trung ương Nhật đấy là một trong những cái tin tức rất là quan trọng, mà những cái tin đó thì mang theo cái chu kỳ là một quý một lần, và chúng ta có thể xem ở trên bảng tin, được chưa? Đấy, và một cái tin nữa cũng không kém phần quan trọng, đó là những cái tin này là tin mang tính thời sự, ví dụ như tin về khủng bố, tin về thiên tai, tin về dịch họa, tin về những cái địa chính trị đánh nhau, rồi thì các cái liên quan đến triển khai lực lượng quân sự của các nước với nhau thì nó sẽ cũng làm ảnh hưởng đến thị trường tài chính, vân vân. Phạm Thành Viên xin cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video này. Nếu anh chị cần hỏi thêm bất kỳ một điều gì thì anh chị có thể comment phía dưới. Ở trong các video clip tiếp theo, Phạm Thành Viên sẽ chia sẻ cho anh chị nhiều hơn nữa các cái kiến thức liên quan về đầu tư tài chính quốc tế, nhiều hơn nữa các kiến thức liên quan đến thị trường quốc tế, nhiều hơn nữa các kiến thức về kỹ năng, chiến lược, chiến thuật về làm thế nào chúng ta có thể trading được thành công. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở trong các video tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.